Ok, cửa tự động nhập khẩu Nga. Mã Croco cho Fortune Ship. Thao tác trên điều khiển chìa khóa. Test chống kẹt nha. Khi gặp vật cản thì cửa sẽ tự động đẩy ngược chiều. Rất là nhẹ nhàng. Mình quay sát xem có vào khít không. Đóng rất là nhẹ này. Cửa này thì không tháo ngoằng khóa cửa zin. Rất là êm. Bản lề rất là chắc chắn ạ. Có một cái đèn chiếu sáng ở khoang cabin như này, lên xuống rất là an toàn. Khi cửa đóng vào hết, đèn sẽ tắt đi. Trên táp lô có một nút ấn. Tuổi thọ của Croco thì lên tới 1 triệu chu kỳ đóng mở, nên là rất là bền, phù hợp với các xe chạy liên tuyến ạ. Bộ này nhập khẩu chính hãng Ado Liên bang Nga, lắp đặt bởi Rambo Việt Nam. Các bác có nhu cầu thì alo em số này nha.